chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Ken Motul. Ở clip lần trước ấy thì mình đã review và khui hộp chia sẻ anh em về cái phần bi M617 này rồi, và mình cũng đã hướng dẫn anh em độ vào pha rồi. Thì clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp những cái cốt như thế này, để khi mà độ vào xe ấy, chúng ta chỉ việc cắm rắc thôi, thay vì là chúng ta cứ phải xoắn cái dây như này thì nó sẽ mất thẩm mỹ và nó sẽ không đẹp, và cái độ liên kết của những cái mồi nối đó nó sẽ không chắc chắn, bằng cái việc là chúng ta sẽ sử dụng những cái rắc như thế này và những cái phần cốt như thế này để chúng ta cắm nó vào. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần một cái bó dây nguồn ở đây. Đó, thì ở đây là mình đã bung sẵn một cái bó dây nguồn mình để đây rồi. Và không thể thiếu đó là một cái phần bi như này. Thì cái phần bi này thì zin của theo hộp thì nó sẽ có những cái cọng dây như thế này thôi. Đó, và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng những cái cốt để chúng ta sẽ kết nối vào cái phần bi như này. Và những cái phần bó dây nguồn như thế này, khi chúng ta lắp lên xe chúng ta chỉ việc cắm rắc thôi. Và mình xin nhấn mạnh nữa là khi chúng ta lắp những cái phần bi như này, nếu mà gắn vào xe máy thì chúng ta nên sử dụng những cái phần bó dây nguồn như thế này, thì nó sẽ có cái hay hơn là những cái phần bó dây ở trên xe của các bạn hiện tại. Thì những cái phần dây nguồn như thế này thì nó sẽ có những cái phần cấu tạo là nó sẽ có một dây âm, một dây dương. Thì khi chúng ta lắp lên xe ấy, thì cái rắc ba chân ở đây sẽ kết nối vào cái rắc zin ở trên xe của các bạn. Thì khi chúng ta bật đèn lên thì cái phần pha hoặc cốt nó sẽ chỉ thị cho cái con này làm việc, thì nó sẽ đóng điện cho và cấp điện cho cái phần bi của chúng ta hoạt động. Đó, thì cái phần bi led ấy, thì nó sẽ nhẹ điện. Còn những cái phần bi mà dạng như kiểu bi xenon như ở đây mình có này thì cực kỳ là tốn điện. Cho nên là chúng ta để đảm bảo an toàn cho cái bộ dây nguồn của chúng ta thì chúng ta sẽ nên sử dụng cái bộ dây nguồn như thế này. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi tiến hành và chia sẻ anh em cái cách làm những cái phần cốt đây. Thì cái bàn làm việc của mình nó hơi bề bộn thì anh em thông cảm nhé. Rồi thì cái phần cốt ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn là một cái rắc P4, một rắc đực và một rắc cái. Đó. Hoặc là chúng ta có thể là chọn cái rắc P2. Cái rắc P2 thì theo mình thì nó sẽ hay hơn là cái rắc P4. Cái rắc P4 này nó chỉ có gọn thôi. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ chuẩn bị thêm những cái phần đầu cốt như thế này. Đây gọi là cốt 2mm. Cốt thì nó sẽ có cốt đực và cốt cái. Tùy vào cái số chân của chúng ta ở đây mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái phần cốt như cho nó phù hợp. Thì ở đây nó sẽ có 4 đầu dây. Thì chúng ta sẽ cần là 4 cái cốt cái và 4 cái đầu cốt đực để chia thành hai rắc, hoặc là cái rắc P4 ở đây thì nó cũng phải có 4 lỗ. Đó, 4 lỗ như thế này thì chúng ta sẽ phải cần số cốt sao cho nó tương ứng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiến hành. Rồi sau khi là chúng ta đã đút cái phần gen co nhiệt ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kìm bấm cốt như thế này. Còn nếu như anh em không có kìm bấm cốt thì anh em có thể là bóp bằng tay, dùng cái kìm thường. Đó, thì hiện tại là ở đây nó sẽ có 4 cái đầu dây như này. Thì bây giờ là như thế này thì chúng ta tùy ý thích chọn cái đầu nào cũng được. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phần cốt đực ở đây. Đó, chúng ta sẽ cho vào như thế này. Rồi thì tiếp theo là cái phần dây ở đây. Thì mình sẽ làm cái phần dây trắng này trước. Thì chúng ta sẽ căn nó vào cái phần của cái cốt ở đây. Đó. Anh em thấy cái phần màu vàng vàng ở trên cái kìm của mình không ạ? Rồi thì chúng nó đã vừa khít rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ bóp kìm lại. Đó. Chỉ cần như thế thôi là chúng ta đã làm xong một cái cốt rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ làm những cái khác nữa. Thương ta nhất chính là người thân.
trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên ta trong cuộc chơi. Chơi nghĩa tình thì chắc chắn anh em bền lâu, còn tính toán hơn thua thì mình mất nhau. Bạn cũng đúng, tôi không sai, bạn chơi tốt tôi đáp lại. Rồi thì sau khi là chúng ta đã bấm xong những cái đầu giác cốt như thế này, và việc còn lại là chúng ta sẽ nhét những cái phần như thế này vào. Thì ở đây thì cái phần mà con đực ở đây nó sẽ cắm vào trong cái bụng của cái con cái ở đây. Chúng ta sẽ cắm ngẫu nhiên cũng được, bởi vì cái phần dây pha cốt này nó không quan trọng là chiều âm dương, nó cứ có điện là nó sẽ nhảy thôi. Đó, chúng ta sẽ ghim nó vào như thế này. Và tiếp theo là cái phần dây ở đây. Cái phần rắc ở đây thì chúng ta sẽ nên lựa chọn những cái rắc cho nó ngược nhau nhé, để chúng ta cắm không bao giờ bị nhầm. Đó, thì ở đây mình sẽ cắm như thế này. Thì cái phần ở bên cái bi này thì chúng ta có thể là cắm bất kỳ chiều nào cũng được, nhưng ở bên phần bó dây ấy, thì chúng ta sẽ phải cắm theo đúng chiều theo quy định của màu dây ở đây. Đó, như thế này là xong rồi. Chúng ta sẽ được như thế này. Và bây giờ là mình sẽ cho cái phần gen nhiệt lên trên này như thế này. Đó, như thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Và chúng ta sẽ đốt nó co lại. Đó, chúng ta sẽ được một cái phần đầu cốt cực kỳ là đẹp. Ở cái phần bi như thế này là xong rồi. Và việc còn lại là chúng ta sẽ làm ở trên cái phần bó dây như thế này. Rồi thì cái phần dây đen đỏ của chúng ta ở đây, nó sẽ là dây âm và dây dương để cấp điện cho cái phần led của chúng ta, là cái phần bi led này, nó sáng lên anh em nhé. Và bây giờ là mình sẽ phải cắm theo chiều. Đây sẽ là dây đen, sẽ là cấp âm cho cái phần bóng này. Thì chúng ta sẽ căn theo đúng chiều của nó. Đó, thì anh em thì thấy là cái màu đen này nó sẽ đồng với lại ở trên này rồi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cắm cái phần dây đỏ này vào. Chúng ta chỉ cần lưu ý cái phần ở cái bộ dây nguồn cấp điện cho cái phần bi của chúng ta thôi. Đó, thì anh em để ý cho mình là cái dây màu đen và dây màu đỏ ở đây nó sẽ phải tương ứng với dây màu đen và màu đỏ ở phía đối diện anh em nhé. Rồi thì còn cái rắc này thì nó sẽ là dây rắc của cái phần pha cốt. Đó, thì như thế này thì chúng ta không bao giờ cắm nhầm, bởi vì là hai cái phần đực cái của hai cái rắc này nó sẽ là ngược nhau. Như thế này thì không bao giờ chúng ta sẽ cắm nhầm. Rồi, thì nó sẽ là thành một bó dây nguồn như thế này. Nó sẽ đảm bảo an toàn cho cái bộ dây của trên xe zin của chúng ta. Đó, thì bây giờ là cái phần bi này nó đã được cấp điện nhờ cái bộ dây này. Còn cái rắc pha cốt của chúng ta sẽ cắm vào cái rắc này, thì lúc này cái rắc này nó sẽ có điện, nó sẽ chỉ thị cho cái con dơ le của chúng ta ở đây. Nó sẽ đóng mở điện để cho cái phần bi này nó sẽ sáng anh em nhé. Đó, nó sẽ không lấy điện ở trên cái phần dây zin ở trên xe này đâu, mà lúc này thì nó sẽ lấy điện ở cái phần bó dây nguồn của chúng ta ở đây. Thì cái bó dây nguồn của chúng ta thì khi gói gọn vào thì nó sẽ là như thế này này. Gói gọn vào, đây là mình bỏ ra làm thì nó sẽ hơi lằng nhằng. Rồi, và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách gắn lên xe. Thì ở đây là mình sẽ gắn ở trên cái bình ắc quy này, nó cũng tương tự như cái xe của các bạn thôi. Và cái nguyên lý hoạt động của cái bộ dây nguồn này nó sẽ như sau. Thì cái dây đỏ rất là dài ở đây. Đó, cái bộ dây đỏ rất là dài để nó vào cái phần con dơ lê mạch nguồn ở đây. Thì chúng ta sẽ gắn cái dây đỏ này vào cái cực dương của bình ắc quy. Còn cái dây đen này chúng ta sẽ gắn vào cực âm của bình ắc quy.
Rồi thì ở đây thì mình sẽ câu thêm một cái đoạn dây vàng này, nó sẽ là dây pha cốt cho cái bóng đèn của chúng ta. Rồi thì ở đây là sẽ là cái rắc ba chân, nó tương tự như cái bóng zin của xe các bạn đó. Thì cái rắc ở trên xe các bạn nó sẽ cắm thẳng vào đây, thì nó sẽ là như thế này. Đó, mình đấu vào đây thì lúc này là cái đèn nó đã sáng rồi. Thì lúc này là điện nó từ bình ắc quy nó sẽ lên cái đèn này, nó sẽ không thông qua cái bộ dây nguồn của các bạn nữa. Đó, đây là chế độ pha. Đó, thì anh em thì thấy là khi mà mình bấm pha ấy, thì là nó sẽ có tiếng kêu chênh chách. Đó, đây là chế độ cốt. Cốt thì lúc này thì cái màn chập ở trong cái phần bi của chúng ta đây nó sẽ không đóng, cho nên là nó sẽ không kêu. Và đây là sẽ là chân pha. Ở đây thì anh em sẽ để ý cho mình, ở đây nó sẽ có ba cái màu dây như sau. Dây đen bên này nó sẽ là dây mát này. Dây ở giữa màu trắng nó sẽ là dây cốt này. Dây màu xanh nó sẽ là dây pha. Đó, thì đây nó sẽ là mát này, cốt này, pha. Đó, mát, cốt, pha. Đó, thì cái phần dây điện ở trong xe của các bạn nó sẽ không bị chịu tải nữa, thì nó sẽ bền cho cái phần công tắc pha cốt của các bạn. Bởi vì cái bóng này nó sẽ có công suất cao hơn cái bóng zin ở trên xe của các bạn một xíu. Bóng zin trên xe của các bạn sẽ là 35W, và cái bóng này nó sẽ là 35W, và khi chúng ta bật mắc lên nó sẽ là 40W anh em nhé. Nên là nó sẽ nặng watt hơn. Và cái phần bi này nó sẽ ăn điện bình ắc quy. Ăn điện bình ắc quy thì cái dòng tiêu thụ của cái bóng này nó sẽ khiến cho bộ dây của các bạn nó sẽ nóng hơn là những cái xe mà sử dụng điện máy, là điện AC đưa từ máy lên thì cái dây nó sẽ mát hơn. Đây là anh em làm kỹ thuật thì anh em sẽ hiểu. Điện bình ắc quy thì luôn luôn nó sẽ nóng dây hơn là cái điện máy phát lên là điện AC rồi. Đó, thì cái cách làm cực kỳ là đơn giản, chúng ta chỉ cần bấm rắc cốt như thế này thôi. Và khi chúng ta lắp lên đầu xe rồi mà chúng ta có việc gì đó mà chúng ta cần tháo cái phần đầu xe ra thì chúng ta chỉ cần rút rắc như thế này ra là xong. Đó, rất là đơn giản, gọn nhẹ. Và chúng ta làm xong rồi thì chúng ta lại cắm rắc giả vào vị trí cũ cho nó, như vậy là xong. Rồi thì vừa qua là mình đã chia sẻ với anh em cái cách thức mà làm những cái phần rắc để kết nối với những cái bóng này. Thì video này thì mình đã chia sẻ với anh em cách thức làm rồi. Thì đây là nhân tiện là mình làm một cái bộ cốt để ship cho một anh. Anh ấy đặt của mình một lúc hai cái bóng này. Thì nhân tiện mình làm về cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách thức làm những cái phần dây nguồn như thế này rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn anh em ở video clip sau.